chúng ta sang bài luyện tập trang 94. Bài số 1, viết theo mẫu. Cột có hai cột, cột thứ nhất là đọc số, cột thứ hai là viết số. Người ta cho sẵn cách đọc số, chúng ta sẽ viết số. Ví dụ 8527, ta sẽ viết số là 8527. Tiếp theo 9462. Ta sẽ viết 9.000. Sau đó ta viết 462. 462. Tiếp theo 1954. Ta viết 1.000. 954. Vậy là hàng nghìn là 4. 4.000, hàng nghìn là 4. 700, hàng trăm là 7. 60, hàng chục là 6. 65, hàng đơn vị là 5. Đấy. Vậy 1.000, hàng nghìn là 1. 900, hàng trăm là 9. 11. Vậy hàng chục là 10. Hàng chục là có một chục, vậy là 1, đúng không? Hàng đơn vị là 1 nữa. Đấy. 5.000, hàng nghìn là 5. 800, hàng trăm là 8. 21, viết 21. Bài 2. Bài 2 người ta cho các số, chúng ta sẽ đọc số. Số này ta sẽ đọc 1942. Số này ta sẽ đọc là 6.000. Tiếp theo có 4, hàng nghìn là 4, vậy ta đọc là 4.000. Hàng trăm cũng là 4. 400. Hàng chục là 4, hàng đơn vị là 4, đọc là 44. 44. Tiếp theo. Hàng nghìn là 8, đọc là 8.000. Hàng trăm là 7, đọc là 700. 80, ta đọc là 80. Một đơn vị là 81. 81. Tiếp. 9246. Vậy ta sẽ viết số. 9.000 là hàng nghìn là 9. 200, hàng trăm là 2. 46. Đấy, 9246. Tiếp theo tôi đọc số này. Hàng nghìn là 7, đọc là 7.000. 7.000. Hàng trăm là 1, 100. 55. 50. 5. Ai đọc là 50 năm là sai. Hay là 50 năm cũng là sai. 55. 55. Nhưng bạn này bạn viết là 7.155. Chữ 5 này là sai. 55. Ta đọc lại. 6.358. 4.444. 8.781. 9.246. 7.155. 7 nhé, bạn biết là 7 là sai đấy. 7.155. Bài 3.
điền số. Ý A. Tám nghìn sáu trăm năm mươi mốt sáu, tám nghìn sáu trăm năm mươi hai, tám nghìn sáu trăm năm mươi ba. Vậy ta thấy 51, 52, 53. Vậy thì tiếp theo sẽ là 54, đúng không? Vậy là 8654. À, đây chữ 252 rồi. 6000, 8653. Đấy. Rồi tiếp theo đây đây, 8654. Tiếp theo nữa là 8655. Mỗi lần ta sẽ thêm một đơn vị. Tiếp theo, B. 3120. 3121. Như vậy, ta thấy là 20 cộng 1 sẽ bằng 21. Như vậy số sau sẽ hơn số trước một đơn vị. Vậy ta chỉ việc cộng vào một đơn vị thôi thì ra số sau. 21 cộng 1 là 22, vậy sẽ bằng 3122. 22 cộng 1 bằng 23, vậy sẽ bằng 3123. Tiếp theo là 3124. Ta phải điền 1 2 3 4 5 số. 1 2 3. 3125. 3126, hết 6 số nha. 1, 2, 3, 4, 5 số, đúng không? Điền 1, 2, 4, 5 số, rồi. Ý C. Điền tiếp 5 số nữa. 6494. 6495. Vậy 94 cộng 1 sẽ bằng 95. Vậy ta cứ cộng 1 vào thì sẽ ra số đằng sau. 95 cộng 1 là 96, vậy là 6496. 96 cộng 1 là 97, vậy bằng 6497. Tiếp theo 6498. 6499. Ta điền 5 số nhỉ? Đây là ta điền đây hai số ta cho sẵn rồi. 1 2 3 4 điền thêm một số nữa. 99 cộng 1. Vậy thì 6499 ta cộng thêm một nữa nha. 6499 ta cộng 1 này. 9 cộng 1 là 10 với 0 nhớ 1. 9 thêm 1 là 10 với 0 nhớ 1, 4 thêm 1 là 5. Hạ 6 bằng 6500. Bài 4. Vẽ tia số rồi viết tiếp số tròn nghìn thích hợp vào dưới mỗi vạch của mỗi tia số. Ta thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cả đây không nữa là 10 vạch. Ta sẽ vẽ. Vậy từ 10 vạch, từ 0 đến 10, chỗ này là 10 vạch. Vậy từ ta cũng vẽ từ 0 đến 10. Mỗi khoảng cách chính là 1 cm. Ta kéo dài ra. Đây sẽ là 0. Đây sẽ là 1000. 2000. Đấy, vào đây, tia số đây. Đúng chưa? Ta sẽ phải điền tiếp theo vào đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vạch tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vạch. Ta chỉ điền 7 vạch thôi. Chứ phải thừa đấy. Ta điền 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vạch. Được rồi. 1.000 rồi, 2.000 rồi đến. 3.000. 4.000. 5.000. 6.000. 7.000. 8.000. 9.000. Vậy, từ 1.000 đến 9.000, ta gọi là các số tròn nghìn. Đây chính là các số tròn nghìn.